Giờ này thì tiếp tục mình được mưa tí xíu mình đi quý vị. 14:20 rồi. Ôi trời, chưa thấy tâm dạng của người nào xuống trơn, chắc đục mưa rồi. Rồi mình đi xuống tiếp tục, mình đi xuống xe. Cái đường này đường cũng là đường chạy xe lên nè quý vị. Thành ra có cái đường bộ hành mà đi bên. Đây là cổng xét xót vé. Vé của mấy anh ngồi. Rồi xuống gần tới của gì ơi. Hai ba bên bán đồ quá trời luôn nè. Để nhà cái nhà luôn. Cái nhà cấp năng độ luôn. Sữa có nè. Chó đây cho nó sữa cho nó không giữ như chó ở dưới đồng bằng mình. Chó núi mà. Ừ. Cưng không? Bán đồ đủ thứ luôn, quần áo. Dạ. Rồi mình xuống gần tới ngoài rồi. Ô tắm tắm bán đồ quá chừng luôn. Cần đủ số quần chưa ông sao? Tới chưa là mệt, có đủ chưa? Dạ chưa. Con đi trước nhất á. Tại đợi đợi ở sao con? Cháu lên xe này đi luôn hả? Dạ. Không, con đi xe của con, xe gắn máy. Giờ con đi lấy xe ra nè. Chị vừa rồi xuống hết trơn phải không chú? Chưa. Dạ. Dạ với anh Sang rồi. Tại vì đi chừa hai hướng thành ra con ở lại đi cái tấp sau. Bây giờ mình sẽ cắt cái đống đồ này lên. Mấy cô thấy mình lại rồi, mấy cô mua bột nước cho mình uống nè, mấy cô nghe không? Bây giờ ba cái thiết bị mình sẽ bỏ trong cái cốp xe, mình ưu tiên cho ba cái thiết bị mình nha, còn mọi việc tính sao. Rồi mình sẽ cắt đòn này vô, tạm lên đây cái gì vậy?
Thank you.
trước mặt mình là cầu Ngã Ba Đình nè quý vị. Mình qua cái cầu này là mình chạy song song về dưới cái con sông Cái Sắn này. Ở đây cũng là quốc lộ 80 đó. Bây giờ mình về tới nhà đây là 6:40. Đó. Rồi. Cũng vào quý vị ơi. Tới mình nghĩ là lên giá.